chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục khoa học công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Mở đầu chương trình như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức về khoa học công nghệ diễn ra trong tuần qua. Theo lộ trình mà đề án số hóa truyền hình Việt Nam đề ra, toàn bộ các kênh truyền hình tương tự sẽ chính thức ngắt sóng sau ngày 1 tháng 6 năm 2016 tại thủ đô Hà Nội. Sau thời điểm này, các TV sử dụng anten cắm trực tiếp vào máy thu hình sẽ không còn thu được các kênh truyền hình như trước đây. Sau khi chính thức chuyển sang truyền hình số, những TV có dán biểu tượng đôi mắt có thể xem truyền hình số ngay được. Còn những TV thế hệ cũ chưa dán biểu tượng đôi mắt thì để xem truyền hình số, người sử dụng cần có một đầu thu kỹ thuật số kết nối với TV theo tiêu chuẩn DVB-T2. Trên thị trường, hiện đã có nhiều đơn vị sẵn sàng cung cấp đầu thu số mặt đất cho việc chuyển đổi số hóa theo lộ trình. Chủng loại đầu thu cũng phong phú, giá cả tùy theo chủng loại chất lượng. Đây cái sản phẩm trên thị trường về đầu thu truyền hình số mặt đất là rất là đa dạng, và cũng bên cạnh những cái đầu thu mà chính hãng và được công bố hợp quy theo đúng cái quy định của nhà nước thì cũng có rất nhiều các đầu thu mà trôi nổi trên thị trường. Thì với cái vai trò là đơn vị chủ lực của VNPT trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp thì chúng tôi cũng xác định là cái vai trò của mình không chỉ phục vụ cho VNPT mà cũng phải có cái vai trò trong cái việc mà tham gia vào cái đề án số hóa truyền hình bằng việc là cung cấp các cái sản phẩm đầu thu kỹ thuật số chất lượng cao cho người dân sử dụng. Thì lời khuyên của chúng tôi dành cho bà con cũng như khách hàng là lựa chọn những cái đầu thu mà được, thứ nhất là được công bố hợp chuẩn hợp quy theo đúng quy định của nhà nước, và sản xuất và lựa chọn các đầu thu mà có hãng, có tên tuổi rõ ràng, và nên sử dụng các đầu thu được sản xuất trong nước giống như của VNPT Technology. Thì ngoài cái việc mà chất lượng đảm bảo, chế độ bảo hành rất là tốt, thì cái tính về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cũng sẽ được đảm bảo trong khi mà sử dụng. Những cái đầu thu trôi nổi trên thị trường rất có thể là vì mình không kiểm soát được, thì rất có thể những cái đối tượng hoặc là cái tổ chức mà người ta lợi dụng. Tại vì đây là cái đầu thu sử dụng cho cái việc truyền bá, quảng bá thông tin một cách rộng rãi. Nên nếu người ta cố tình lợi dụng, người ta có thể truyền bá các cái thông tin bất hợp pháp trên một cái phạm vi tương đối rộng. Tập trung và chính xác trong từng công đoạn, các kỹ sư và công nhân trong dây chuyền sản xuất của VNPT Technology đang khẩn trương hoàn thành các phần việc tạo thành main bo mạch của đầu thu kỹ thuật số mặt đất iGate T201HD. Những sản phẩm đầu thu kỹ thuật số made in Việt Nam đã được chuẩn bị và sẵn sàng đưa ra thị trường phục vụ cho việc chuyển đổi hình thức thu xem từ truyền hình tương tự analog sang truyền hình số. Theo thống kê, trong số 43 mẫu sản phẩm đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 mà Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận công bố hợp quy thì số lượng sản phẩm được sản xuất trong nước hiện chiếm số lượng rất ít, chưa đến 10 sản phẩm. Còn lại đa số là sản phẩm nhập khẩu có xuất xứ chủ yếu từ Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc. Ngay cả những doanh nghiệp có tên tuổi như AVG, VTC, Hanen, VTV Broadcom đã thực hiện thủ tục công bố hợp quy nhiều sản phẩm nhưng đều là hàng nhập khẩu. Hiện VNPT Technology là doanh nghiệp duy nhất trong nước vừa nghiên cứu, thiết kế, vừa lắp ráp sản phẩm ngay tại nhà máy của mình với năng lực sản xuất tối đa khoảng 4.000 đầu thu mỗi ngày. VNPT Technology thì là được định vị là đơn vị chủ lực của tập đoàn VNPT trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp, biểu chính viễn thông, công nghệ thông tin. Chúng tôi tập trung vào lĩnh vực là sản xuất công nghệ công nghiệp, thiết bị điện tử viễn thông và các giải pháp viễn thông và công nghệ thông tin. Sản phẩm đầu thu truyền hình số mặt đất thì chúng tôi nghiên cứu phát triển được gần 2 năm và gần đây là đã cho ra mắt trên thị trường. Sản phẩm của chúng tôi thì là sử dụng công nghệ chip của hãng Broadcom của Mỹ với các cái tiêu chuẩn sản xuất và tiêu chuẩn quản lý chất lượng G7. Nên là sản phẩm là rất là đáng tin cậy và chất lượng cao. Với sự hỗ trợ tích cực trực tiếp của Broadcom thì VNPT Technology đã làm chủ hoàn toàn từ khâu thiết kế đến kiểu dáng công nghiệp, bao gồm cả về phần cứng bo mạch, firmware. Sau đó là tiến hành sản xuất tại chính nhà máy của VNPT Technology với những khâu quản lý chặt chẽ về chất lượng. Sản phẩm đầu thu DVB-T2 của VNPT Technology có nhiều điểm mạnh hơn các sản phẩm cùng loại trên thị trường vì được sản xuất ngay tại Việt Nam và các linh kiện quan trọng như chip, RAM,
đều được nhập khẩu từ Mỹ với thời hạn bảo hành là 3 năm. VNPT Technology có thế mạnh làm chủ công nghệ, sở hữu dây chuyền sản xuất ngay tại Việt Nam, nên khả năng chủ động cung cấp thiết bị được đảm bảo cả về thời gian và chất lượng. Ngoài ra, đầu thu này còn có tính năng thu xem các kênh truyền hình số chuẩn DVB-T2, DVB-T quảng bá và hỗ trợ người dùng các tính năng khác như xem lịch phát sóng chương trình trong 7 ngày, đặt lịch xem, ghi các chương trình yêu thích. Sản phẩm đầu thu iGate T201 HD đã được thử nghiệm ở các bài đo ngoài tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông như chịu được điện quá tải, quá áp, chống sét, chống nóng. Sản phẩm này có thể chịu đựng được điều kiện môi trường khắc nghiệt và ở những nơi có nguồn điện thiếu ổn định. Hầu hết, các sản phẩm của công ty đều được đội ngũ cán bộ của công ty nghiên cứu chủ động từ khâu thiết kế, xây dựng toàn bộ hệ thống phần mềm, gia công sản xuất và đưa ra thị trường. Sản phẩm đầu thu số mặt đất này có đầy đủ tem hợp quy do nhà nước quy định, góp sức kịp thời cho quá trình chuyển đổi số hóa truyền hình đang được triển khai trong cả nước. Đây sẽ là hình dáng của một chiếc đầu thu DVB-T2 tiêu chuẩn của chúng ta. Quý vị cần lưu ý đó là để chọn mua đúng những sản phẩm đã được công bố hợp quy thì bắt buộc trên các thiết bị đầu thu DVB-T2 sẽ cần phải có biểu trưng số hóa truyền hình, hình con mắt như thế này. Và chúng ta chỉ mua những chiếc đầu thu có biểu trưng số hóa như thế này thì mới đảm bảo chất lượng để chúng ta có thể sử dụng lâu dài được. Ở trên mặt trước của đầu thu thì chúng ta có thể thấy là đây là một màn hình đèn LED tiêu chuẩn và các phím điều hướng cũng như các phím để chỉnh kênh. Còn mặt sau, chúng ta sẽ thấy các cổng kết nối. Ở đây, chúng tôi sẽ đi lần lượt từ trái sang phải để quý vị có thể thấy. Đây là cổng kết nối anten vào. Chúng ta sẽ kết nối đầu thu với anten thông qua cổng này. Đây là các cổng kết nối hình ảnh dùng để kết nối với các TV thông thường, bao gồm cổng video màu vàng và hai cổng audio màu đỏ và màu trắng. Thì với các cổng kết nối này, chúng ta có thể kết nối với tất cả các loại TV, từ TV cũ cho đến các TV đời mới. Tuy nhiên, nếu như mà gia đình quý vị đang sở hữu những TV LCD hoặc plasma có kích cỡ từ 32 inch trở lên, thì chúng ta có thể sử dụng cổng kết nối hình ảnh và âm thanh cao cấp HDMI này. Với cổng này, chúng ta sẽ xem được các kênh truyền hình có độ nét cao HD và mang lại trải nghiệm hình ảnh và âm thanh rất tuyệt vời. Còn ở đây là cổng kết nối USB. Chúng ta sẽ kết nối USB hoặc ổ cứng ở đây để xem phim hoặc nghe nhạc hoặc ghi lại các chương trình TV mà mình yêu thích. Còn đây là cổng nguồn. Chúng ta sẽ cấp điện cho đầu thu thông qua cổng này. Thì ngay bây giờ tôi sẽ kết nối để quý vị có thể xem chúng ta sẽ cắm nó như thế nào. Đây là bộ chuyển nguồn. Chúng ta sẽ kết nối phần này với ổ điện và sau đó phần chân cắm này chúng ta sẽ kết nối nó với đầu thu vào cổng này. Như thế này. Tiếp đến, chúng ta sẽ cần kết nối đầu thu với TV để xuất hình ảnh ra TV. Thì trong phụ kiện đi kèm của đầu thu này chúng ta đã thấy có cáp kết nối hình ảnh AV. Ở đây. Đây là cổng kết nối rất là quen thuộc. Thì quý vị chỉ cần kết nối ba rắc này với ba cổng tương ứng ở trên đầu thu là vàng, đỏ và trắng. Sau đó, còn lại ba cổng này chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào TV với ba màu tương ứng. Để tìm được những đầu thu đảm bảo chất lượng, người dân nên tìm đến những nhà sản xuất và phân phối chính hãng tại Việt Nam có công bố hợp quy, hợp chuẩn và đồng thời có chế độ bảo hành rõ ràng. Không nên mua những loại đầu thu trôi nổi được bày bán trên thị trường không đủ cả ba chứng nhận về nhãn hàng hóa, dấu hợp quy và logo số hóa truyền hình đúng quy chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.